everyone. Nga xin chào tất cả anh chị em cùng các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 31 tháng 1 của năm 2022. Cũng là cái ngày cuối năm của cái năm để chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Dần. Thì hôm nay là ngày giao thừa, chúng ta chuẩn bị đón giao thừa. Và Nga cũng sẽ chúc cho tất cả anh chị em cùng các bạn mình có một năm mới an lành, hạnh phúc và bình an, mọi việc mọi lành. Và chúc cho tất cả chúng ta đều thành công trên mọi công việc và được nhiều hạnh phúc, là nhiều sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả. Nga xin chúc cho tất cả mọi người chúng ta được bình an nhé. Và nếu hôm nay các bạn mình mua nữ trang của Nga thì Nga sẽ gửi tới những bao lì xì có tiền trong đó luôn đó nha. Sẽ gửi đến bao lì xì đầu năm cho tất cả anh chị em mình để có một cái lọc từ phương xa gửi đến. Rồi Nga xin cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều. Và số phone của Nga là 714-599-4278. Các bạn mình cần cái gì trong những món nữ trang mà các bạn thích á, thì cứ gọi Nga nhé. Nga luôn sẵn sàng để đón những cái phone gọi vô cho Nga. Nga sẽ trả lời tất cả. Yeah. And I want to say hi everyone. If you like any my jewelry, so you guys can call me at phone number 714-599-4278. Thank you. And I hope you guys enjoy my show. And I love you guys. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái show thứ nhì của Nga nhé. Okay. Thì show thứ nhì của Nga, Nga sẽ chuẩn bị được một vài món. Hôm nay Nga sẽ gửi cho các bạn một cái đôi bông pearl. Đây là cái số thứ nhì, món thứ nhất. Đôi bông pearl này là cái nặng, cái dàn 14 và nặng của nó là 3.83 gram và có hộp xoàn ở trên. Đây là hộp xoàn ở trên. Yeah, các bạn thấy không, hộp xoàn nằm ở trên. Yeah, phía hai bên này là hộp xoàn và hai cái hộp pearl rất dễ thương. Pearl này màu trắng, trắng không phải là trắng hẳn, nó trắng trắng ngà ngà tí thôi, nhưng mà trắng dễ thương lắm. Các bạn mình đi làm hay gì mặc quần tây với áo, mấy cái áo đơn giản, mình đeo đôi bông này vô, mình cột tóc lên hay mình xõa tóc cũng rất là dễ thương. Yeah. Thực sự Nga rất thích những cái đôi bông. Nga có rất nhiều đôi bông tại vì Nga thích thay đổi mặc áo này mặc áo kia, mình sẽ đeo với những đôi bông nó thích hợp cho mình á. Yeah. Ok, cái đôi bông này Nga sẽ để giá đặc biệt cho các bạn nhé, 285 đồng. Để giá đặc biệt luôn, tại vì cái ngày đầu năm của chúng ta, Nga muốn để giá đặc biệt cho các bạn, vừa bán vừa nói chung là vừa bán gọi là vừa tặng, nhưng mà vừa bán vừa làm cho các bạn được vui lòng á. Yeah. Ok, đây là món thứ nhất của show thứ nhì của Nga. Mong là các bạn mình giúp đỡ Nga, subscribe and like cho Nga một cái like. Đó là cái món lì xì của các bạn dành cho Nga đó. Đó là những món lì xì đó. I like it. Ok. Give me the like and subscribe for me, please. And thank you. That's my gift from you guys. Thank you. Ok. Bây giờ mình xong món thứ nhất. Bây giờ Nga sẽ qua món thứ nhì nhé. Các bạn mình nhìn rõ thấy chưa? Rất dễ thương. Nga mong là những món mà Nga nói nó dễ thương, nó đeo rất dễ á, là tấm lòng thật của Nga nói thật. Và yeah. Nga thật sự Nga thích, Nga là không biết, nhưng mà mong là các bạn làm quen được, Nga làm quen được với các bạn rồi, các bạn từ từ các bạn sẽ hiểu Nga nhiều hơn. Và
Ok, đây là món số 1 của show thứ nhì của Nga nhé. Đây là 285 đồng. Ok, bây giờ Nga bước qua món số 2. Ok, món số 2 mình có cũng là một chiếc nhẫn pearl. Cũng là một chiếc nhẫn pearl luôn. Để xem cái nhẫn pearl này cũng là vàng 14. Đây, để Nga cân coi nó bao nhiêu gram nhé. Các bạn mình chuẩn bị đón giao thừa chưa? Đã mua hoa quả. Nga cũng có được vài nhánh mai. Con gái Nga mua tặng cho mommy. Ok, cái ring pearl gồm có 2.9 gram. Nhẹ nhàng, dễ thương, đơn giản lắm. Rất đơn giản. Cái Nga đeo vô tay thử nhé. Nga đeo cho các bạn xem. Size này size 5,5. Ở từ size từ từ 5 nha. Từ 5 đến 5,5 các bạn đeo được á. Đơn giản mà dễ thương ha. Cùng giống như cái đôi bông luôn đó. Nga để rất rất là giá đặc biệt cho các bạn. $125. This is $125. It's a pearl and 14K gold. So $125. 125 đồng nhé các bạn. Size about size 5.5. Five and a half. So my finger is about 5.5. So you guys can wear 5.5. It's a pearl, look like with the earring. The earring number one is a earring with the pearl ring, same. So this 125, yes. 125 đồng nha các bạn. Rất dễ thương. Okay. So bây giờ mình qua món thứ ba nhé. Qua món thứ ba mình có một cái ring. Mình có một cái ring mình có một cái ring. Có hai hộp xoàn khoảng họ làm cái diamond cut đó, mình nhìn tưởng hai cái hộp xoàn rất lớn. Nhưng mà họ làm cái xung quanh đó là diamond cut. So để cái hộp xoàn vô. Hộp xoàn này có 2,5 ly thôi, nhưng mà họ làm nhìn rất là lớn. This one I think size 5. It's cute. Style gonna cute, huh? Mình có thể ngay ngay đeo vô hết luôn nè. Đây. Dễ thương không? Này mình mua tặng cho các em, các cháu cũng được đó, anh chị. So let me see, để coi cái it's a diamond like about is 2.58 milliliter. So we have two. So about two diamond. So let's see how many gram. Is 253, so 2.53 gram. 2.53 gram. So it's cute, huh? Nghe để giá đặc biệt cho các bạn nha. It's 250. Có hộp xoàn nhỏ xung quanh. They have a small diamond around. And two top is two diamond. Two diamond about 0.10 carat. So
Có hai cái hộp này, mỗi hộp khoảng 2 ly rưỡi và có hộp sòn nhỏ xung quanh nữa. Và cái size ở size size 5. Cái này có thể mình mua mình tặng cho các em, các cháu của mình cũng dễ thương lắm anh chị. Ok. Đây là cái món thứ mấy rồi? Món số 3. Đây là món số 3. Dễ thương ha. Ok. We can see. Ok. Rồi, các bạn mình có cần thì cứ gọi số phone của Nga nhé. 714-599-4278. 714-599-4278. Thank you guys. Ok, bây giờ mình qua món thứ tư. Yes, let's see what we have. Món thứ tư mình có một cái pendant, emerald pendant, so cute, see? Cute, huh? Emerald, natural emerald. Colombian natural emerald. So this one, they have a 3.5 millimeter in the middle. So around is the emerald. So very cute. Hộp ở giữa là 3,5 ly đó anh chị em. Còn xung quanh của mình là khoảng xung quanh là emerald ở khoảng 2,5 ly một một viên. See, đẹp ha. Đeo nổi lắm á, tuy nhỏ nhưng mà nổi. So cute. Nga sẽ để giá đặc biệt này cho các bạn nhé. Rất là dễ thương, vàng 14. Ok, để coi mình coi được bao nhiêu gram nhé. Một gram rưỡi, 1g 57, 1g 57. See, very beautiful, it's cute. So Nga để giá đặc biệt cho các bạn nhé. 265, 265. In the middle is like a 0.10 carat. So hộp này 3,5 ly ở giữa trắng, nó là SI nhưng mà trắng đẹp chiếu lắm. See, đẹp lắm luôn á. Ok, các bạn cần thì thích thì gọi phone Nga nhé, 714-599-4278. Ok, bây giờ Nga qua nhanh một cái món nữa là một cái ring. Một cái ring này là cushion cut, very beautiful, trắng lắm luôn các bạn, trắng lắm luôn. VVS, này VS quality, half carat, very simple ha, rất là nhẹ nhàng, rất là rất nhẹ nhàng. Half carat, cái hộp ở middle ha, là half carat, còn ở xung quanh thêm hộp sò nhỏ nữa đó. Xung quanh của mình rất là đẹp luôn, xung quanh nó làm hộp trắng, rất là trắng luôn. Tổng cộng cũng được 60 á. 0.60 carat. So cái middle là half carat, and then around is like, around like 10.10 carat.
Chiếc nhẫn này á, là mình hộp sòn ở giữa của mình không là nữa là half carat là 0.50 á các bạn. Rồi có những hộp xung quanh nữa. Cho nên là cái chiếc nhẫn này rất là đẹp. Đeo không? Đeo rất là dễ thương. Này mình đeo mỗi ngày rất dễ thương, rất nhẹ nhàng. Ok. Let's see how many RAM. Rất đẹp. Nặng ha. 4.62 RAM. 4.62 RAM. Vàng 14. 14K, 4.6 something gram. Yeah, so beautiful. I like wear on my finger. Yeah. This one is size 5.5. 5.5 and almost 6. Okay, 5.5 and 5.75 around. Yeah. Rất dễ thương ha. Rồi, muốn nghe giá đặc biệt luôn nha. It's 900. Only 900 half carat cushion cut. Cushion cut. Yeah. It's, you cannot find in the somewhere like 900 the whole thing with the ring. Yeah, có giá rất là đặc biệt các bạn. Cái vỏ rất là đẹp luôn. Các bạn biết không, cái vỏ rất là dày, làm rất là đẹp. Kiểu của Mỹ á. Yes. Các bạn thấy không, cái hộp rất là chiếu. Lanh lắm luôn. Cái khách của nó rất lanh. Thấy nghe đeo vô, rất là nhìn thấy nó. Các bạn thấy không, đó. Chiếu lanh dữ lắm luôn. Ok. Rồi các bạn nào thích thì gọi cho Nga nhé. Số phone của Nga là 714-599-4278. Các bạn cứ gọi Nga. 714-599-4278. Yes. Thank you. Ok. Rồi. Được. Let's see what we have again. Oh, this one. This one, platinum. This one, platinum and marquee, half carat. Let's see how many RAM. Half carat, marquee and có hộp sòn xung quanh hai bên, baguette and hộp tròn. Yeah. Các bạn thấy rõ không? See? Chiếu dữ lắm luôn. Rất đẹp, trắng lắm. Hãy coi coi bao nhiêu RAM nha. Wow, chiếc này nặng rồi nha. 9 RAM 8. 9.08 RAM. Ồ, chiếc này sơ size 6. Dễ thương không các bạn? Đeo lên nhìn cái tay mình cũng đẹp quá chứ ha. Nhờ chiếc nhẫn làm lên cái tay mình đẹp thêm. Coi các bạn, mình nhìn thấy rõ cái độ chiếu lanh lắm. Cái chiếc nhẫn này có hộp chiếu lanh lắm luôn. Platinum nha các bạn. Cái này là platinum. Nga nghe nói là cái platinum á, mình đeo á, mình đeo vô người mình á, cũng có là một cái tốt để cho nó hút đi những cái nó truyền cho mình cái năng lượng tốt, và rút đi, nó đẩy đi những cái
cái giống như những cái gì không tốt đó, nó sẽ đẩy đẩy ra và nó hút vô những cái năng lượng tốt cho bản thân mình đó. Nga mới nghe được ở trên các thầy nói á, thường thường Nga hay nghe mấy thầy nói về những cái chuyện về cuộc sống, về cuộc sống đẹp lắm các bạn ơi. Platinum dày nặng bởi vì dạng nặng, cái này là hộp mặt kia đó, các bạn thấy không? Các bạn thích Nga đeo vô ha, các bạn thích Nga đeo vô để coi các bạn thấy rõ hơn. Không nhỏ mà cũng không lớn, vừa mà đeo hàng ngày được đó các bạn. Cái hộp mặt kia này cũng là khoảng 50 á, là nửa carat các bạn. It's a Mackie, a cut Mackie and about 0.50 carat, so half carat. So total like about 55 carat, 0.55 carat, And platinum, too heavy, 9 gram platinum. Em thấy thích ghê á. Đeo cho tay mình nó vừa vặn, nó không nhỏ không lớn ha, cho nên mình đeo được hàng ngày. Mà hộp cái mặt kia nữa nhìn thấy cũng lạ lắm. Ok, các bạn nào thích thì gọi phone Nga nhé. Do anybody like it? And just call me. My phone number 714-599-4278. Thank you very much. Đẹp không? Ok. So maybe I stop now and I wish you guys on the best. And if you guys like anything, just let me know. Call me at you guys can call me Nancy. Yes, and can call me at 714-599-4278. Thank you again. Các bạn mình, anh chị em mình thích cái nào cứ gọi cho Nga biết nhé. Và Nga xin chúc cho tất cả anh chị em mình có một đêm thật an lành, bình an và hạnh phúc. Và đón giao thừa an vui, sum vầy với gia đình, hạnh phúc bên gia đình, hạnh phúc bên người thân, hạnh phúc bên người yêu. Ok. Và bây giờ cho Nga xin tạm dừng ở đây. Các bạn mình còn muốn mua thêm, coi thêm nữa không? Coi thêm nữa không? Để Nga coi coi còn cái gì để Nga đưa lên cho các bạn coi nữa không nhá. Nga thì sẽ đến nhà mẹ để coi mẹ hôm nay mẹ đón giao thừa, mẹ sẽ cúng, mẹ hay cúng đưa rước ông bà gì đó, rồi mấy mẹ con sẽ hy vọng sẽ sum vầy bên nhau. Mình có cái chiếc nhẫn này thích lắm luôn nè, chiếc nhẫn này rất đẹp nè các bạn. Oppo. See, wow. The beautiful color is Oppo. Yeah, and có một cái hàng sòn, một hàng sòn nhỏ và một cái Oppo họ làm cái hình tam giác. Yeah, it's so beautiful. See? Đeo lên rất nổi.
không có lớn mà cũng không nhỏ nha các bạn. Các bạn nhìn thấy ngón tay của Nga không? Đó, ngón tay của Nga đeo là 5,5 đến 6 đó. Thì là nhìn rất là đẹp ha. Vừa vặn ngón tay mình đó. Yeah. Ok, let's see how many gram nhé. Và cái chiếc Oppo này là cuối cùng trong cái show thứ hai của Nga. Ok. Mong là các bạn mình đón Nga, xem Nga ở trong cái show kế tiếp nữa nha. Nga mong là các bạn cho Nga một cái surprise and like. Đó là món quà tinh thần cho Nga. Để Nga có tinh thần, Nga sẽ lên đây để tiếp chuyện với các bạn. Sẽ mỗi tuần vài lần. Hy vọng là các bạn mình sẽ cho Nga cơ hội để Nga làm quen với các bạn, với anh chị em mình, cho Nga cơ hội để Nga làm quen với tất cả mọi người. Ok, I love you guys. Ở chiếc này là 5.59 gram, 5.59 gram, vàng 14, dày lắm các bạn, dày lắm. Ô, mình đeo luôn được món số 6 luôn đó. Ô, đeo món này là perfect nè các bạn, mình giữ tiền chặn tiền lại không cho tiền ra. I heard that. Put this finger where with the ring so you guys can stop the money not go out. You keep the money. My trick. Okay. So, yeah, this one is very nice, beautiful. It's a sign number 6 and the 14K gold and a opal, so with a diamond. So beautiful. Yeah. You guys, if you guys like anything, just let me know, call me. My phone number is 714-599-4278. Thank you very much. Thank you for your time. Các bạn thấy đẹp không? Rất đẹp hả? Yeah, cái mọc Oppo màu xanh này đẹp, thật đẹp luôn. Mình nhìn vô thấy nó deep, like very, very deep cái color, like màu xanh rất đẹp luôn á. Australia Oppo. So, cái giá lò nói nhiều không chịu nói giá. Wow, cái giá này rất là tượng trưng cho các bạn luôn. Đặc biệt cho các bạn luôn đó. Hôm nay tại vì là sắp Tết Nguyên Đán của mình, Nga sẽ để đặc biệt cho các bạn nha. 395. Wow. Awesome. 395. 395 đồng các bạn ơi. 395 đồng mình không mua được những cái gì mà lớn hơn. Nhưng mà 395 đồng mình có thể mua được chiếc nhẫn. Yes. It's 395. You cannot buy anything more than, you know, but you can buy the ring. It's 395. Yes, it's worth. See how beautiful. Yes, I like it. Okay. So we have done today. And you guys can call me Nancy, 714-599-4278. Thank you very much. And you guys have a wonderful week. Bye bye. Các bạn mình đón giao thừa thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình nhé. Ok, gọi Mi nha. Là khi nào các bạn cần những món nào, thích món nào cứ gọi Mi. Số phone của Mi là 714-599-4278. Thank you. Bye bye. Có bao lì xì nữa nha. Nhớ mua Nga sẽ lì xì tượng trưng lộc đầu năm cho các bạn. Okay, bye bye. Thank you.